Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay 1 tháng 11, từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Dự báo, hôm nay và ngày mai 2 tháng 11, từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 90 đến 170 mm, có nơi trên 300 mm. Khu vực Phú Yên, Kon Tum và Gia Lai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30 đến 70 mm, có nơi trên 90 mm. Ngoài ra, ngày và đêm nay, khu vực Khánh Hòa, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20 đến 40 mm, có nơi trên 70 mm, thời gian mưa dông tập trung vào chiều và tối. Cảnh báo trong 6 giờ tới, tỉnh Quảng Bình và khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên tiếp tục có mưa, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Hiện nay, ở khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Dự báo hôm nay, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động, sóng biển cao 2 đến 4 mét. Ngày và đêm ngày 2 tháng 11, ở vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động, sóng biển cao 2 đến 4 mét. Ngoài ra, khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 đến 8,